Tỉa mấy cái lá bầu á, với lại lá mướp á, với lại lá bí đao các bạn. Giờ mình phải hốt vô vậy nè cho nó gọn gàng á các bạn. Dọn dẹp sạch nè các bạn, sạch sẽ khu vườn của mình. Trời ơi, nhiều việc làm lắm các bạn ơi. Công việc rất là cực khổ. Mình nói thiệt á, 4 tháng nay ở nhà nghỉ dịch đó các bạn, đâu đi tập gym đâu, ở nhà tập không à. Mà bây giờ trừ làm việc vườn như thế này nè các bạn, khỏi cần tập gym luôn. Mấy cái lá mà bị hư đó các bạn, bị vàng lá đó, mình đừng có làm compost nha các bạn, đừng có làm cái rác hữu cơ đó, nó sẽ lây bệnh đó các bạn. Cho nên là những cái lá này mình đem ra ngoài phía sau á, mình để mình đốt, chứ không phải là tất cả các lá mà đều làm compost đâu các bạn. Mình chỉ lựa những cái lá cây này nó mà đừng sâu bệnh á, tại vì khi mà những cái mầm móng sâu bệnh ở trong cái lá đó mà các bạn ủ, các bạn để mà đi làm phân hữu cơ thì nó sẽ có dễ nguy cơ nó tạo ra cái mầm bệnh trong cái đất của mình đó các bạn. Sau khi mình dọn dẹp khu vực này xong thì mình sẽ đi thu hoạch đậu bắp nè, rồi rau đay nè, với lại rau lan nè. Tại hồi sáng này mình bận quá chưa có đi thu hoạch được, mà cho nên bây giờ mình phải tranh thủ mình thu hoạch, chứ không là đậu bắp cứ mỗi một ngày mình không thu hoạch nó sẽ nhanh già lắm các bạn. Bây giờ mình để tạm những cái đống rác này ở đây đi. Bây giờ mình đi vô mình đi thu hoạch đậu bắp nha các bạn. Đây. Mình sẽ lấy cái rổ này mình đi thu hoạch đậu bắp đây, đi cùng với mình nha. Các bạn ơi, mình xin giới thiệu với các bạn những cái hàng đậu bắp của mình. Mình nói thiệt luôn á, mình cũng chưa bao giờ mình thấy cái đậu bắp nào mà nó cao như vậy luôn á. Các bạn nhìn thấy nè. Cái này nó cao ơi là nó cao luôn. Mà các bạn biết sao không? Cái trái của nó cũng bự nữa. Các bạn nhìn nè, nhìn cái trái của nó nè các bạn. Wow, các bạn thấy không? Nó bự lắm. Bữa ấy, mình ngủ có một đêm thôi mình quên hái nó, cái thế là nó già, cho nên bây giờ mình để nó làm hạt giống luôn. Nó có hai loại đậu bắp, mình trồng hai loại đậu bắp lặn. Cái loại này nè các bạn thấy không? Cái loại này là loại giống như bên Việt Nam mình á, nó như thế này là mình ăn được rồi nè. Chứ không mình không bẻ là nó sẽ bị già. Cành lá của nó á, nó cũng khác với cái lá đậu bắp mình luôn nha. Cái lá đậu bắp này á thì mình mua cái giống ở bên đây này, chắc có thể là cái giống gì bên Mỹ nó cũng to hết trơn các bạn ơi. Cái lá của nó cũng to này, đâm ra cái loại trái của nó thì nó cũng dài và nó cũng to. Còn cái cây này là loại đậu bắp Việt Nam của mình, cái lá của mình nó mọc nó nhỏ này các bạn, nó dài này, còn cái trái của nó cũng ngắn luôn đó, nó nhỏ xíu, nhìn dễ thương nghe chưa. Cái trái đậu bắp này các bạn đó là nó vẫn còn non nè, các bạn chỉ cần bẻ cái ngọn này, các bạn thấy không, mình bẻ một cách rất là dễ dàng luôn, nó nghe cái rợp một cái như thế này nè thì nó là đậu bắp vẫn còn non. Cho nên là mình sẽ hái, mình quên cầm cái kéo rồi các bạn ơi, mình bẻ bằng tay luôn. Cây này nó cao quá không thể nào hái được nó, chỉ có cách là mình sẽ quằn nó xuống đó các bạn rồi mình mới hái được thôi. Trời ơi các bạn, trời ơi, chưa bao giờ thấy cái đậu bắp gì đâu mà nó cao mà nó to như thế này luôn á. Trời ơi đó, các bạn biết sao không, cây đậu bắp này nó rất là tốt nha, nó có rất nhiều chất xơ nè, có nhiều vitamin nữa, mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn luôn, nào là mình nấu canh chua nè, mình xào tỏi nè, mình có thể luộc nè, chấm đậu bắp nè, hoặc là các bạn biết không, mình nướng lên để mình ăn với các loại thịt mình nướng đó, ăn quá cháy luôn, rất là ngon luôn, mà mình có thể thay đổi món ăn liên tục để mình không bị ngán. Hồi xưa mình đâu có biết đâu, mình chỉ có biết lấy đậu bắp nấu canh chua với lại mình luộc ăn với chao à. Từ khi mà mình biết có một số chị chỉ mình á, xào với tỏi á,
Trời ơi các bạn, nếu mà các bạn chưa thử qua cái món đậu bắp xào tỏi á, các bạn hãy thử đi nha, rất là ngon luôn. Nếu không ngon liên lạc với mình rồi xử lý mình sau nha. Rồi video mình đây, mình há chip này các bạn. Trời ơi cây này nó wow, cái trái gì đâu mà nó bự. Cây này nè, trời ơi nè, các bạn nhìn thấy nè, nó dài hả, hơn cái gang tay của mình luôn. Đây là cái trái còn non, nhìn các bạn, mình bẻ nè các bạn, vẫn còn non nha. Đó, có nhiều anh chị nói trời ơi cái đậu bắp gì đâu mà nó bự vậy, có nghĩa là nó già. Nhưng mà nó không có già đâu các bạn, nó vẫn còn non đó. Xào tỏi ăn là bá cháy luôn. Nó cao quá cho nên là mỗi lần mình hái á là mình phải quằn xuống này các bạn. Này, vô trong đây với mình nè các bạn ơi. Bữa quên hái cho nên nó già, cái thế là mình để mình làm hạt giống luôn. Ừ, trái này nó còn non nè. Đó, trái này non nha. Tan tan. Có cái trái này nó bị quắn rồi nè các bạn ơi, nhìn nó vẫn còn non nè các bạn thấy không? Nhìn bên trong thịt của nó nè, nó còn non đó. Đây nữa. Mình trồng ở đây á là được coi khoảng 1 2 3 4 5 chắc cũng khoảng được 10 cây đó các bạn, mà trong đó á, có được 2 cây đậu bắp Việt Nam mình à, là cái loại ngắn ngắn á. Còn đa phần lại là cái loại đậu bắp dài không à. Này là sáng đậu bắp luộc, trưa đậu bắp xào tỏi, tối nướng. Sáng ăn sáng trưa chiều tối cứ ăn đậu bắp luôn các bạn. Mà các bạn ăn đậu bắp cũng tốt lắm các bạn ơi, chữa nhiều khi có những người mà người ta chữa bệnh là đau khớp á, người ta ăn cái này, những người lớn tuổi các bạn. Nếu các bạn nào mà muốn lấy cái hạt giống này, mình sẽ đợi cái hạt giống mình nó già đó, mình sẽ lấy hạt rồi mình tặng các bạn nha. Đậu bắp bự này đó thì mình xào tỏi đó các bạn, nó đỡ lắm, nó nhiều lắm. Còn cái trái bắp mà đậu bắp mà nhỏ á, nó nhỏ quá các bạn cắt nó cũng khó nè. Rồi mình xào tỏi á, biết bao nhiêu trái mới đủ được một dĩa dung đậu bắp đúng không các bạn? Còn cái trái bự này các bạn chỉ cần xài 4 hoặc 5 trái thôi là nguyên một dĩa dung luôn. Ăn là mốt ngán luôn đó các bạn. Thực sự mình cũng không biết sao cái đậu bắp này á, nó lại tốt như vậy luôn đó các bạn. Có thể là do cái phần đất đó các bạn, đất nó phần rất là quan trọng. Có thể là do mình cái đất ở đây á là thực sự nó là đất sét thôi, nó không có trồng được, nó không có tốt đâu các bạn. Nhưng mà do mình á trộn những cái phân cái garden soil rồi đó các bạn, rồi mình trộn với lại phân gà nè, trộn với lại phân hữu cơ nè, trộn với lại một ít phân ngựa nữa, mình trộn hết hầm mà lằng lại mỗi thứ một chút cho đó các bạn. Với lại á, mỗi lần mình chôn một mỗi cây mà có quả hoặc có trái đó là mình chôn một quả trứng gà, cho nên đâm ra có thể rằng là đất nó tốt. Mình cũng không có tưởng tượng được cái cây đậu bắp mà nó cao mà nó to như vậy luôn á, chưa bao giờ mình thấy. Năm ngoái mình có trồng nhưng mà nó cũng không có cao to như thế này. Còn năm nay có thể là đất của nó tốt hơn năm ngoái này các bạn. Mình càng để đất càng lâu nó càng tốt các bạn, cho nên là nó sum xê trái luôn mà ăn hoài. Sao mà nó ra hoài luôn các bạn ơi. Nó ra hoài mà nó không ngừng nghỉ luôn á. Rồi cây bên đây nữa. Trời ơi, cao quá là cao, mình phải hái cực khổ quá. Rồi. Đi vô cái vườn đậu bắp này nè các bạn. Các bạn có nên mặc áo tay dài chứ không là nó ngứa lắm. Tại vì trời nắng nóng quá cho nên mình mặc áo tay dài không được, cho nên là mình mặc áo qua lỗ rồi đấy, cho nó mát đó các bạn. Chứ mình nên vô đây để mà mình mặc áo dài tay thì nó không bị ngứa. Còn mình bị ngứa rét mình quen rồi. Giờ da nó dày quá. Nó dày lắm rồi các bạn. Nói vậy nói thôi chứ tối ngủ nó ngứa. Nhưng mà không sao, chắc da mình nó hiền đó các bạn, cho nên nó cũng không có bị gì nhiều. Cho nên là mình cứ mặc áo ba lỗ với mặc cho nó mát các bạn ơi, chứ làm vườn mà mặc áo dài tay cái mình nóng quá mình không có làm việc được. Đen là đen mình chấp luôn, ai cũng nói trời ơi sao mà đen thui vậy chứ, kệ nó các bạn ơi, đen đen ở Mỹ mà không sợ. Ở Mỹ người ta thích da đen cho nên để đen chứ cũng không ai nói đâu các bạn. Rồi đây thêm nữa này các bạn, hái hoài hái không hết luôn các bạn ơi. Ôi ơi, chắc để mình lên mạng á, mình nghiên cứu coi đậu bắp rồi mình có muối được không các bạn ha, để mình để lâu mình để dành mình ăn nữa các bạn. Đó mình hái mình ngon men chui đây riết à. Mỗi một ngày á
là mình hái được bấy nhiêu nè. Trời ơi, thấy các bạn nhiều không? Chỗ này chắc là ngày mai mình sẽ mua thịt heo về mình nướng, mình ăn với đậu bắp quá. Rồi mướp bây giờ nó ra quá trời các bạn ơi, mình phải đi hái mới được, chứ không hái là nó già các bạn ơi. Mình hái xong mình nấu canh rau đay với mướp á, ngon lắm á. Đây, để mình hái cái mướp này nè. Đó, một trái nè, hai trái mướp này các bạn. Mấy cái trái này nó còn non các bạn ơi, mấy trái này. Bây giờ nó mình trồng có 2 giây thôi đó các bạn, mà sao nó ra quá trời trái luôn. Trời ơi, các bạn biết sao, hồi xưa mình không có biết á, cái mướp này các bạn ơi, cái nó già cái mình bỏ hết trơn à. Mình để mình làm cái sơ mà để rửa chén á. Còn bây giờ mình biết rồi, có cái cô kia, cô chỉ mình á, là mình lấy những cái mướp này các bạn luộc lên, các bạn lấy cái nước cốt của nó đó, mình để dành trong tủ đông đá. Mình có thể lấy nấu canh nè, nấu súp nè. Các bạn nấu súp, nấu phở luôn. Mình á, hồi năm ngoái mình chuyên mua mình dùng cái mướp này nè các bạn. Mình hầm lên mình lấy cái nước cốt đó, mình nấu phở các bạn ơi, ngọt lắm luôn, mà nó bổ cho sức khỏe mình nữa. Cho nên là mình không có tận dụng từ trên xuống dưới luôn đó các bạn. Hồi xưa không biết là cứ bỏ không đó các bạn, thấy nó già già là mình bỏ đó. Còn bây giờ là mình qua wow, mấy cái này nó còn nhỏ. Mình hái mấy cái này trước. Đó. Vậy là còn đâu coi mấy cái trái này nhỏ nhỏ không? Cái này sáng mai nó to nhanh lắm. Còn bây giờ là mình hái được 4 trái mướp thôi này các bạn. 4 trái mướp với lại một mớ đậu bắp nữa. Bây giờ các bạn đi qua với mình á, mình hái cái rau đay nha. Trời ơi, rau đay các bạn biết sao không? Hái xong bỏ tủ đông đá để dành mùa đông ăn, rất là ngon luôn. Tại vì mùa đông á, rau nó mắc lắm các bạn. Nó chích mình các bạn ơi, hứa quá. Cắt cho mình khoe tí nha, cái vàng củ qua của mình nè, nó đang ra trái quá trời luôn. Cái này là ngày mai chắc mình thu hoạch được đó các bạn. Nè đó, à, quá trời trái luôn. Đây, cái này các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, cái trái này á các bạn, để mình làm giống nó, trời ơi, màu cam của nó đẹp dễ sợ luôn các bạn ơi. Ồ, nhìn đẹp tưng dễ sợ không? Khu vực rau đây của mình nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình cắt rau đay làm sao để cho nó mọc xum xuê giống như thế này. Mình cắt sát xuống phía dưới này nè. Đó. Mình cắt sát xuống dưới luôn. Để cho nó mọc cái nhánh con ra đó các bạn. Hồi xưa mình không biết, mình chơi mình cắt cái ngọn mình ăn không à. Còn bây giờ mình cắt sát luôn, cắt sát dưới là luôn để cho nó mọc ra nhiều nhánh. Đó. Mình cắt như các bạn thấy không? Đó, nó như thế này nè. Rồi các bạn thấy có rau đay ăn hoài luôn. Các bạn biết không, cái luống rau đay này á, mình trồng được 3 tháng rồi. Ăn hoài không hết luôn này các bạn. Ghê dễ sợ không? Không, chỉ cần 1 tuần sau thôi là nó lên lại quá trời luôn. Đó. Khi mình cắt sát nó như vậy đó các bạn, thì nó rất là đều. Lúc mà nó mọc lên á, nó cũng mọc đều luôn. Và cái thứ hai nữa là lúc các bạn cắt á, nó cũng sẽ rất là dễ cho các bạn nữa, đỡ rất là nhiều thời gian nữa. Các bạn chỉ cần như này các bạn, tại vì lúc mình cắt đều nhau rồi, các bạn gom lại với nhau như thế này nè, các bạn gom lại một bó như thế này, các bạn cắt một lần luôn đó, các bạn thấy không này, rất là nhanh nha. Còn hồi xưa á, trời ơi, mình phải đi cắt từng cọng đó các bạn. Bây giờ mình chơi mình gom lại một lần này các bạn, đó, mình bó lại, mình gom lại một cái bó lại, mình cắt một lần là đứt hết luôn. Đó là lý do tại sao mà mình phải cắt làm sao cho nó đều á, thì lúc nó mọc lên nó cũng mọc đều luôn. Mình cắt mình chỉ bó nguyên cái tay mình lại, cái mình cắt một lần một nhát. Một cái cô kia á, của chỉ mình á, cái món rau đay này các bạn, ngoài cái việc mà các bạn nấu canh ra với là canh cua đó, canh cua với lại mướp đó, thì các bạn biết sao không, cái rau đay này các bạn, của chỉ mình á, là mình chưa có làm thử, nhưng mà mình sẽ làm thử tại giờ mình có nhiều rau đay đó. Của nói á, cái lá rau đay này các bạn đem phơi nắng một nắng, đem phơi trời mà trời nắng á, các bạn đem phơi một nắng, nghĩa là chắc là một ngày trời nắng đó. Khi mà cái lá này nó quéo lại rồi các bạn rửa sạch đi, các bạn đi kho, đi xào với thịt bò ăn rất là ngon luôn, của nó rất là ngon. Thì để bữa nào mình sẽ làm thử, mình lấy cái này mình xào với thịt bò coi là ăn có ngon không nha. Đây là thành phẩm của mình ngày hôm nay đó, còn bầu với bí nữa,
bầu bí mình chưa hái, chắc ngày mai mình mới hái các bạn ơi. Nhiều quá, mỗi ngày phân chia ra, ngày cắt một món, ngày mai cắt món khác. Thành quả thu hoạch của ngày hôm nay, rau đay, mướp và đậu bắp. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đi thu hoạch cùng với mình nha. Nếu các bạn thích video này, hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.